Dạ, xin chào quý bà con đến với kênh YouTube Thành Thịnh Nông Cơ. Địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại trên em có sử dụng Zalo, Facebook. Mọi người có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với em để được tư vấn về những con máy bà con có nhu cầu sử dụng ha. Dạ, thì tiếp tục sáng hôm nay thì em lên cho quý bà con mình một cái lô máy xẻ rãnh ha, tạo đường nước đồng ruộng ha. Thì hôm nay có những cái động cơ 2 thì như 4 thì ha. Bà con có nhu cầu sử dụng cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Thì cái lô máy này cũng về rất là lâu với bà con, từ mùa dịch tới giờ nhưng kiểu như nó không có chỉnh chu á. Thì em phải vệ sinh nó lại và sơn nó lên cho đẹp ha. Tại vì em nghĩ cái con máy mà nó tróc sơn nhìn nó không có đẹp, đối với Thành Thịnh thì phải hoàn chỉnh và chỉnh chu hết đến tay mọi người được ạ. Thì xin giới thiệu mọi người ha. Đây là những cái máy mà tôm lớn bà con ha. Sử dụng cái động cơ 2 thì Echo Kyrit nè. Thì em giới thiệu cái động cơ bà con cùng tham khảo ha. Cái động cơ Kyrit này nó rất là bền nha, rất là khỏe nữa. Đây là hàng chuẩn Nhật Vinh 100% với con. Đây nó cái đóng lóc ha, đóng tay đây. Make in Japan ha, số series là đàng hoàng ha. Tại vì em cái lô này đáng lẽ em phải lên lâu rồi, tại rất nhiều người hỏi nhưng mà thật sự là đang đợi cái bình xăng với con. Bình xăng nó bị bể gì, một lô nó bể hết 4-5 cái gì đó nên không có lên được, để lên nhiều khi bà con mình hỏi không giao được. Thì trong thời gian rảnh rỗi của dịch đó thì em ở nhà em dọn và vệ sinh cũng như là canh chỉnh nó lại ha. Thì nay hoàn thiện mà thì em lên trước đấy, bà con mình lấy được nhiều thì lấy, còn dài hơn mình xăng về thì gửi tiếp ha, chứ để hoài cũng không có được. Thì cái con này bít tông nó tên khoảng 35-38 nha bà con. Nói chung là cái con này rất là mạnh nha, bà con mình về chạy là phải bao khỏe luôn á. Tại vì con này cái được cái là cái tay bít tông nó dài, tay bít tông nó dài và cái dơ nó cũng dài nữa nên nó rất là mạnh. Này hàng của đây xi lanh nó dài ha, bình xăng con Kenhin luôn nha, Kenhin của Nhật. Bình xăng con này cái thương hiệu mà bình xăng con Kenhin mà hay tôi sử dụng cho những cái máy Honda mà 5 người rưỡi 6 người rưỡi á, bò sao bánh mì ngồi hơi cái thùng con. Đây những cái vàng ha, quay chi tiết bà con mình xem nha. Cái này là em sơn lại hết nha, tại vì rảnh rỗi dịch không làm gì sơn lại thôi, chứ thật sự nó cũng không có rỉ sét đâu, nó chỉ tróc sơn trầy sơn thôi, ở không rảnh thì cho thợ dọn kỹ thôi. Đây 10 em như 10 ha. Đây mấy con 2 thì ha. Mấy con 2 thì, mấy con như nè, dạng như con này là chưa sơn nè. Con này giờ gấp rút quá thì lên luôn nè. Không sơn nữa. Con này cũng 2 thì luôn. Kyrit. Thì đa phần động cơ đây sử dụng động cơ 2 thì của Echo Kyrit bà con. Cái dòng này thì công suất nó mạnh. Còn đây là những cái bộ sườn sẽ rảnh mà em lắp cái động cơ có 4 thì vô nè. Cái này bà con mình chỉ việc chăm xăng vô xài với bà con ha. Cái này động cơ mới, đây là hàng liên danh của Nhật ha, Yataka 435. Thì con này piston nó là 39 ly nha, 39 ly, chăm xăng riêng, nhớt riêng, dễ xài dễ sử dụng. Thì bà con mình có thể tháo dỡ lắp qua cắt cỏ được ha, tum lớn nha, cắt cỏ xịt thuốc rồi bơm nước rồi phát điện, nói chung là nhiều, chạy xuồng ha, rất là nhiều. Thì em này chỉ gá lên thôi ha, trước khi tới tay bà con mình sẽ đủ đồ hết ha, dây ga đồ rồi tay ga đồ. Thì có một số cái bẩn giống như vậy nè quý con. Thì cái con nào có thì em sẽ lắp vô nha. Đây nè. Cái này thì không bao hết nha quý con, tại vì một số cái nó không có gì. Về sau em bán vậy, cái nào có thì em sẽ lắp vô cho bà con mình đủ đồ ha. Thì cái này cũng giá rẻ quý con. Đây. Đây là những con 4 thì nè. Mấy con này cũng, con này cũng chưa sơn nè. Nói chung nó cũng còn tương đối đẹp, tại vì máy đã qua sử dụng mà hình thức cũng rất là ok rồi. Giá tiền nó rất là thấp so với giá mà thực tế khi mà máy mới. Đây là mấy con tum rời, ủa mấy con mà tum nhỏ với con. Cái này sử dụng động cơ nhỏ ha, 34 ly rồi, mấy con động cơ tum nhỏ, có hai dàn tum nhỏ nè. Bà con mình muốn lắp động cơ vô thì em lắp động cơ cho mình luôn ha, muốn lắp động cơ mới thì có động cơ mới, muốn lắp động cơ nghĩa địa lắp động cơ nghĩa địa. Đây là hai con tum nhỏ, rồi bà con mình muốn chế cháo gì thì lấy về chế cháo, cái sườn không cũng được. Đây ha, còn một mớ chưa dọn nữa quý con, hiện tại thì đang lên trước như đây thôi, còn khi nào dọn xong thì em sẽ lên tiếp ha. Và cái con 4 thì này thì dễ sử dụng rồi bà con nào ở nhà mình có máy gì rồi thì mua là gì mình lắp dựng xài, tối qua đó lại xài ha. Thì cái máy và tạo đường nước mương sẽ rảnh này thì em ra với giá là con 2 thì sẽ ra với giá là 1,4 triệu quý con, 1,4 triệu ha, là bao gồm đủ đồ hết cho mình ha, là cái dàn xẻ rảnh rồi tay ga dây ga bô e, nói chung là cái một cái máy hoàn chỉnh hoàn thiện ha, thì đến tay bà con mình sử dụng ha là 1,4 triệu. Cái đó là chưa bao gồm phí ship với con, bà con mình hỗ trợ phí ship ha. Còn nếu bà con mình sợ ship nhiều hay sao đó thì sợ các kiểu thì cứ để em bao lo ship luôn, thì giá có thể là 1,5 triệu ha.
1,5 triệu, 100.000 chi phí tiền ship là em lo toàn gói quý bà con mình luôn. Còn không thì bà con mình 1,4 triệu ship giùm em ha. Còn đối với cái động cơ 4 thì này, động cơ 4 thì cả vàng này thì nó là 2,3 triệu quý bà con. Một động cơ mới mà giá chỉ 2,3 triệu nha, tiền gọi sử dụng. Thì con cắt cỏ mà động cơ Yataka này bà con mình mua ngoài thị trường là cũng phải tính giá là từ 2,5 triệu cho tới 2,8 triệu á, là cái động cơ Honda cắt cỏ nè, mình mua nguyên bộ cắt cỏ nha. Còn riêng cái động cơ này không là em đang bán giá 1,8 triệu nha quý con, 1,8 triệu cho cái động cơ này không ha. Thì bà con mình có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha, qua số điện thoại là 0858335778 ha, để em tư vấn cụ thể hơn, chi tiết hơn với quý bà con mình về những cái máy xe rảnh nè. Sáng sớm tranh thủ quay sớm mà con em đóng hàng không kịp rồi, nên buổi chiều thì nó tối quá không quay được, thì bây giờ sáng hay là quay sớm ha. Dạ thì ngoài ra em có rất là nhiều động cơ nha, bà con mà có mua thì cứ liên hệ với em ha, số lượng không bao giờ hết ha. Đây có những cái bộ nhông giảm tốc nè bà con nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ luôn ha, về chế cháo luôn ha. Những con này ngon nè, con này về chế xe cẩy tiếng, xe rùa gì đó. Cái này rất là khỏe nha, kéo là khoảng 200-300 kg là chuyện bình thường nha. Khi mà máy chạy thì mình không có thể nào mà dịnh kiểu nổi nha, ốp nhông giảm tốc này rất là mạnh. Đây còn lăn im ha, thì bà con mình đây quay bộ đây nó lăn ha. Nói chung là em kiểm tra cho bà con mình trước hết ha, bà con mình về cái việc sử dụng ha. Con này ok nè, đây em có 3-4 cái cùng bên kia nhiều lắm, nếu con bà con sử dụng thì cứ liên hệ với em. Thì cái vàng này, cái này là 300-350 đi bà con ha, 350 một vàng này, một bộ giấm tóc về chế cháo tời, chế cháo xe rùa rồi ha, 350. Còn động cơ này là 1,8 triệu nha, động cơ này do em bán chung với cái kia nên để giá cực kỳ nới nha, chứ còn bán nguyên bộ thì nó sẽ hơi mắc nha, 1,8 triệu. Dạ cảm ơn quý bà con đã quan tâm rất nhiều ạ. Dạ em xin chào ạ. Dạ chào mọi người, đây là cái công đoạn mà bên em đang dọn máy nè mọi người, đang vệ sinh cũng như là sơn rồi nè. Những cái vàng mà về bắt đầu nó bị trầy sức nặng như nè, bắt đầu em sơn lại ha cho nó đẹp thôi, chứ có cái gì nói chung là sắt thép là rất là ok ha. Chỉ có cái điều là nó không được đẹp ha, nó muốn đẹp thì phải làm vậy thôi, tốn thời gian lắm nè, phải chà nhám rồi phải sơn rồi, nói chung là nắng nôi các kiểu. Nếu muốn một cái sản phẩm tới tay bà con mà ngon lành thì bắt buộc phải chịu cực thôi, tại vì hàng cái đi Nhật Bản hàng người ta bỏ qua bên mình thì mình bắt đầu mình dọn vệ sinh tắm rửa như là mình làm cho nó ok hoàn chỉnh lại ha, cho nó chất lượng hơn ha. Nắng quá rồi con ạ. Bình thường hàng nó về thì em giao luôn, đẹp thì đẹp, giao đẹp xấu thì giao xấu, mà do hôm nay dịch hiện tại là bưu điện nó cũng chưa nhận hàng được á, nên rảnh rỗi thì cái đem vệ sinh kỹ cũng như là sơn lại cho đẹp thôi, chứ bình thường ít có giờ sơn kiểu này lắm, tại nó do dịch á, không có giao hàng được thì cứ tập trung hàng hóa gì cứ dọn cái vệ sinh cho thiệt đẹp cứ để chuẩn bị thôi, nên bắt đầu sơn các kiểu này chứ bình thường thì ít. Còn chất lượng thì bà con mình yên tâm ha, này bà con mình cứ nhìn nè, kiểu như nó trầy giống như vậy thì sơn lại thôi, chứ còn màu sơn nó thì rất là ok ha. Tại lắp động cơ mới rồi cho nó hoàn chỉnh thì cho đẹp đẹp thì mình sơn thôi, còn hàng thì ok yên tâm. Mình sử dụng cũng như test máy ha. Dạ con đầu tiên đi, con này mất xăng, con này có châm sẵn sẵn nè. Dạ đây động cơ 2 thì xăng pha nhớt nha bà con, thứ nhất hai thị ha. Cái việc đầu tiên là bà con mình kéo e lên nè, kéo e lên ha, công tắc hay công tắc khỏi bà con, công tắc này bắt nhấn, cần nhấn là tắt thôi, kéo e lên mở xăng ha, rồi xong bà con mình giật một cái hai cái đó cho nó ho lên cái rồi mình trả lại, đó. Mình trả lại ha, phải chạy luôn ha, rồi nếu nó tắt thì cũng trả e mình giật lại ha, xong rồi lên ra. Này nó rất mạnh quý con. Rồi tắt đi bà. Tắt đi. Em ấn vô. Ok. Rồi tiếp tục theo cái máy 4 thì quý bà con. Thì máy 4 thì em xuống lắp cái công tắc giống vậy cho quý bà con mình ha. Công tắc nhấn thôi. Thì khởi động thì mình chỉ việc là bóp chú xăng là bơm xăng lên nè, bơm xăng lên ha, cho đang hướng dẫn thôi.
bấm xăng lên ha, xong rồi kéo e này nè, kéo e lên ha, các bà con mình cũng giật một cái hai cái cho nó sặc, nó ho lên ha, rồi mình trả e lại ha, xong rồi con giật cái nó sẽ nổ ha. Thì đối với những cái động cơ 2 thì 4 thì cái nào cũng vậy, nếu bà con mình muốn nhảy nổ, bà con mình nhích ga lên một xíu thì nó sẽ dễ nổ ha. Dạ em xin cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Dạ xin chào, chúc bà con buổi sáng. Chúc bà con buổi sáng ăn bánh mì hả? Bán máy kiếm tiền ăn phở để cho ăn bánh mì hoài.